Hello, xin chào cả nhà. Thanh Nguyễn và Mộng Huyền xin chào cả nhà mình nha. Chào cả nhà mình. Chị coi chậm hơn Nguyễn Hai và nó có xuống. Nó xuống dưới người ta. Chào cả nhà mình. Thì em cứ nói. Và bên công ty chậm hơn Nguyễn sẽ like tất cả các ngày trong tuần nha cả nhà. Vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và là 9 giờ sáng tại Việt Nam. Và bên công ty chậm hơn Nguyễn có tổ chức hái lộc đầu xuân nha cả nhà. Thời gian hái lộc là từ 11 giờ trưa cho đến 6 giờ tối giờ miền Nam Cali. Em chào anh Biran Hata. Chào anh Biran Hata. Chào cả nhà mình và cây mai vàng trị giá là 1.000 đô nha cả nhà. Dành cho tất cả những khách hàng đã mua hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Thời gian hái lộc là từ 11 giờ trưa cho đến 6 giờ tối. Và đặc biệt sẽ vào ngày mùng 1 Tết nha cả nhà. Và đặc biệt sẽ có chương trình bốc thăm trúng thưởng và vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali. Sẽ chọn ra 3 vị khách may mắn nhất ngày mùng 1 Tết và sẽ được live trực tiếp trên trang fanpage Trầm Hương Nguyễn nha cả nhà. Và sẽ có 3 giải. Giải 3 là sẽ được một cái nhang chậm và bột chậm trị giá là 500 đô. Giải nhì là được chậm một cái vòng chậm núi rừng mộc tự nhiên trị giá là 1.200 đô. Và giải nhất là sẽ được một cái chuỗi 108 hạt 6 ly chậm núi rừng mộc tự nhiên trị giá là 3.000 đô nha cả nhà. Khi mà cả nhà mình mua từ 200 đô sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng. Ví dụ như cả nhà mình mua 600 đô thì sẽ được 3 phiếu bốc thăm trúng thưởng và sẽ được cộng dồn nha cả nhà. Và sẽ được cộng dồn nên là khi mà cả nhà mình mua hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn mua càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao nha cả nhà. Chào cả nhà mình và cả nhà mình ơi, cả nhà mình có muốn lên mẫu gì hoặc muốn xem mẫu gì thì cứ comment để em và chị Thanh sẽ lên mẫu cho cả nhà mình xem và cuối live sẽ chốt cho cả nhà mình với món quà tặng đặc biệt để lấy lọc nha cả nhà. Em sẽ xích kép cho đặt được chưa? Rồi, okay. Được chưa? Rồi. Mà nó thấp quá anh ta. Hơi kệ đi. Hơi lỡ. Đỡ kỹ thuật xíu bên kia cả nhà. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ like hai trang nha cả nhà. Một trang là Trầm Hương Nguyễn. Nó tuốt ở bên đây luôn. Một trang là Trầm Hương Nguyễn chính thức, còn một trang là Trầm Hương Nguyễn 2. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ có hai loại trầm, một loại trầm là do con người trồng cấy, còn một loại trầm là trầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà. Và hiện tại thì có rất là nhiều người lấy hình ảnh của nam ca sĩ Đan Nguyên đăng lên với cái nội dung như là mua 1 tặng 1 hoặc là giảm 50% hoặc là mua 2 tặng 1. Thì tất cả những thông tin đó đều là giả mạo nha cả nhà. Khi mà cả nhà mình mua hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ có 2 số phone duy nhất để chốt đơn hàng. Số phone của chị Hương tại Mỹ là 714-588-9989 và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556669. Chỉ có 2 số phone duy nhất để chốt đơn hàng, còn tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà. Khi mà cả nhà mình gửi check hoặc gieo hoặc là cài thẻ thì chỉ có 1 số phone của chị Hương tại Mỹ, còn tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà. Em chào chị Hồng Khánh, chào cả nhà mình. Em chào chị Hồng Khánh, chào cả nhà mình. Em chào chị Thùy Trần. Chào chị Thùy Trần nha, chào cả nhà. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình có muốn lên mẫu nào ở Việt Nam và cái giá Việt Nam thì cứ nhắn tin comment để Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu và cái giá Việt Nam cho cả nhà mình xem nha. Và trên những cái like như thế này, bên công ty Trầm Hương Nguyễn cuối like sẽ chốt một món quà tặng để giống như là tặng một ít để lọc cho cả nhà mình vui nha. Còn khi mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mình sẽ mua đúng giá niêm yết nha cả nhà mình nha. Chỉ được tặng trên cái like như thế này và cuối like sẽ chọn ra một món cuối cùng để tặng một ít để lọc. Nếu cả nhà mình muốn là lên mẫu nào thì Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ cuối like sẽ chọn cho cả nhà mình một món để lấy lọc. Còn không thì mình sẽ chọn món ngẫu nhiên nha cả nhà mình nha. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ có hai loại trầm, trầm do con người trồng cấy và trầm núi rừng mộc tự nhiên. Mẫu thì rất là nhiều nhưng mà loại trầm thì sẽ khác nhau nha cả nhà mình nha. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Mỹ, nằm trong Mall Phước Lộc Thọ miền Nam Cali. Từ cửa sau đi vào cho dễ tìm nha cả nhà. Từ cửa sau đi vào, bước hai bước chân, ngã quẹo đầu tiên bên tay phải, cách hai căn là tới tiệm Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ nha cả nhà. Tại unit là 146, mở cửa từ 11 giờ trưa, đóng cửa vào lúc 6 giờ tối, mở cửa tất cả các ngày trong tuần, đóng cửa vào ngày thứ hai nha cả nhà. Chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Mỹ, ngoài ra không có chi nhánh thứ hai tại Mỹ nha cả nhà. Và chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Việt Nam nha cả nhà mình nha. Ở địa chỉ là 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Mở cửa vào lúc 9 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần, không có đóng cửa ngày nào nha cả nhà mình nha. Và chỉ có một địa chỉ duy nhất, chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Việt Nam, không có chi nhánh thứ hai tại Việt Nam nha cả nhà. Vì có rất là nhiều người giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn nên khi cả nhà mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì chỉ gọi vào đúng hai số phone nha cả nhà. Em chào chị Ngô Thì. Em chào chị Minh Vương.
Chào chị Minh Dương. Dạ chào cả nhà. Chào cả nhà mình. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình muốn lên mẫu gì, hoặc muốn xem mẫu gì, hoặc muốn xem loại trầm gì thì cứ comment để em và chị Thanh sẽ lên mẫu cho cả nhà mình xem nha. Trước đây và hiện tại bây giờ, nam ca sĩ đang nguyên chỉ duy nhất đại diện độc quyền cho bên công ty trầm Hương Nguyễn. Ngoài ra ca sĩ đang nguyên không có quảng cáo cho bất cứ tiệm trầm hoặc là jewelry nào khác nha cả nhà mình nha. Vì có rất là nhiều người lấy hình ảnh nam ca sĩ đang nguyên quảng cáo sản phẩm cho mình, quảng cáo những sản phẩm không rõ nguồn gốc nhằm mục đích là lừa đảo khách hàng. Nên cả nhà mình mua sản phẩm bên công ty trầm Hương Nguyễn thì chỉ gọi vào đúng hai số phone ghim ở dưới màn hình và phía sau màn hình nha cả nhà mình nha. Em chào chị Châu Trinh. Em chào chị Châu Trinh, chào cả nhà. Và bây giờ Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu là trầm do con người trồng cấy nha cả nhà mình nha. Trầm do con người trồng cấy vẫn là trầm thật, trầm zin 100% nha cả nhà. Trầm do con người trồng cấy, mùi hương thơm nó sẽ ít hơn trầm núi rừng mọc tự nhiên và giá thành nó sẽ thấp hơn trầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà. Em chào chị Nguyễn Hương. Em chào chị Ngô Thị ở trang trầm Hương Nguyễn 2 nha. Dạ chị Ngô Thị xem hai trang luôn, trang trầm Hương Nguyễn và trang trầm Hương Nguyễn 2. Và bên công ty trầm Hương Nguyễn sẽ like hai trang nha cả nhà mình nha. Like hai trang, trang trầm Hương Nguyễn chính thức và trang trầm Hương Nguyễn 2. Và chụp cũng chỉ có đúng hai số phone duy nhất nha cả nhà mình nha. Vì có rất là nhiều trang giả mạo trang công ty trầm Hương Nguyễn, giống như nó report trang của mình rất là nhiều. Nên cả nhà mình khi mua sản phẩm bên công ty trầm Hương Nguyễn thì chỉ gọi vào đúng hai số phone. Em chào chị Mai Nguyễn, chào cả nhà. Em chào chị Mai. Đâu ạ? Em chào chị Mai Lê. Em chào chị Mai Lê, chào cả chị nhà. Mai Lê. Và khi mà cả nhà mình mua hàng bên công ty trầm Hương Nguyễn là trầm núi rừng mọc tự nhiên thì chị thì sẽ có giấy guarantee là hàng thật 100% nha cả nhà. Nên là cả nhà mình yên tâm nha. Yên tâm với chất lượng sản phẩm nha cả nhà. Và bây giờ Thanh Nguyễn sẽ lên mẫu trầm do con người trồng cấy có trong ngày hôm nay nha. Cả nhà mình muốn yêu cầu mẫu nào thì Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu cho cả nhà mình xem. Với cùng với chất lượng trầm thì cái giá Việt Nam được tốt hơn cái giá bên Mỹ một xí nha cả nhà mình nha. Cho dù là cộng 60 đồng tiền phí ship, ship qua Mỹ. Khi mình mua sản phẩm bên công ty trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì sẽ được phi ship toàn Việt Nam. Khi mình mua sản phẩm bên công ty trầm Hương ở Mỹ thì sẽ được phi ship toàn nước Mỹ. Còn khi mình mua những cái sản phẩm trên line như thế này của Thanh Nguyễn và Mộng Huyền ship qua Mỹ hoặc ship qua các nước khác thì mình sẽ cộng vào 60 đồng tiền phí ship nha cả nhà. Nhưng mà cho dù cộng 60 đồng tiền phí ship thì cái giá Việt Nam vẫn được tốt hơn cái giá bên Mỹ một xíu nha cả nhà mình nha. Nên mình muốn lên mẫu nào ở Việt Nam và cái giá Việt Nam thì cứ nhắn tin hoặc comment riêng cho bên công ty trầm Hương Nguyễn nha cả nhà. Vì có rất là nhiều cô chú anh chị giống như là nhắn tin trên cái like như thế này thì có những cái trang giả mạo nhắn tin và gọi điện làm phiền. Nên những cái cô chú anh chị muốn mua sản phẩm thì có thể mình có thể nhắn tin riêng bên trang công ty trầm Hương Nguyễn nha cả nhà. Và sẽ em chào anh Trương Hải, chào cả nhà, chào ba, chào ba Thọ nha, chào Nguyễn Thọ, chào ba. Em chào anh Hải Trần. Và đây là sản phẩm trầm núi, trầm do con người trồng cấy nha cả nhà mình nha. Trầm do con người trồng cấy. Đây, trầm do con người trồng cấy vẫn là trầm thật, trầm zin 100% nha cả nhà. Trầm do con người trồng cấy, vòng đeo tay hẹp 10 ly, mix với hoa sen trầm trồng nha cả nhà. Mix với hoa sen trầm do con người trồng cấy luôn nha. Giá Việt Nam là 3.3 triệu tiền Việt Nam đồng. Đây. Giá Việt Nam là 3.3 triệu tiền Việt Nam đồng cho vòng đeo tay hẹp 10 ly trầm cho con người trồng cấy dành cho cổ tay nữ nha cả nhà mình nha. Và giá đô Mỹ là 143 đô Mỹ, 143 đô Mỹ cho vòng đeo tay hẹp 10 ly trầm cho con người trồng cấy nha cả nhà mình. Vòng đeo tay 10 ly nha cả nhà, vòng đeo tay 10 ly trầm cho con người trồng cấy mix với lại hoa sen trầm trồng. Đây, giá Việt Nam là 3.300.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 143 đô Mỹ nha cả nhà. 143 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 10 ly trầm do con người trồng cấy. Ba cũng xem hai trang là trang trầm Hương Nguyễn 2, trang trầm Hương Nguyễn. Em chào chị Nguyễn Thắm. Em chào chị Nguyễn Thắm nha, chào chị Nguyễn Thắm, chào cả nhà mình. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình muốn mua sản phẩm bên công ty trầm Hương Nguyễn, những cái loại trầm nào và cái giá như thế nào thì cứ nhắn tin hoặc inbox riêng cho trang công ty trầm Hương Nguyễn. Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu và cái giá Việt Nam cho cả nhà mình xem nha. Và đây là chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 7 ly trầm do con người trồng cấy mix với đá thạch anh dâu tây xanh nha cả nhà. Đá thạch anh dâu tây xanh hợp với người mệnh hỏa và mệnh mộc. Bên công ty trầm Hương Nguyễn có thay đá theo bổn mệnh của khách hàng mình nha. Trầm do con người trồng cấy vẫn là trầm thật, trầm zin 100% nha cả nhà. Giá Việt Nam là 8.7 triệu tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 378 đô Mỹ nha cả nhà. 378 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 7 ly
trầm do con người trồng cấy. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền này rất là đẹp nha cả nhà. Đây, mình bung ra đeo thành sợi dây chuyền như thế này rất là đẹp. Mình đeo được rất là nhiều kiểu nha cả nhà mình nha. Đây, chuỗi 108 hạt mình đeo được rất là nhiều kiểu. Trầm cho con người trồng cấy nhưng cái màu cũng rất là đẹp nha cả nhà mình. Lô hàng này màu rất là đẹp. Chào cả nhà mình. Đây. Chuỗi 108 hạt 7 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 7 ly trầm trầm do con người trồng cấy mix với lại đá thạch anh dâu tây xanh nha cả nhà. Là hợp với người mệnh mộc và mệnh hỏa. Bên công ty trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổ mệnh của khách hàng. Giá Việt Nam là 8.700.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 378 đô Mỹ nha cả nhà. 378 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 7 ly trầm do con người trồng cấy. Mình có thể đeo vô tay 5 vòng hoặc bung ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Đây. Rất là đẹp nha. Chuỗi 108 hạt thì mình đeo được rất là nhiều kiểu nha cả nhà. Và đây là chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà mình nha. Chuỗi 108 hạt 6 ly trầm do con người trồng cấy miếp với đá mắt hổ vàng nha. Mắt hổ vàng, đá mắt hổ vàng hợp với người mệnh thủy, mệnh kim và mệnh thổ nha cả nhà. Thủy, kim, thổ nha cả nhà mình nha. Và bên công ty trầm Hương Nguyễn có thay đá theo bổn mệnh của khách hàng. Đây. Chuỗi này mình đeo rất là đẹp nha. Chuỗi 108 hạt 6 ly trầm do con người trồng cấy. Giá Việt Nam là 6.800.000 tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 295 đô Mỹ nha cả nhà. 295 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm cho con người trồng cấy. Mình có thể bung ra đeo thành sợi dây chuyền, mình mặc áo dài chụp hình xuân rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Đây, mình mặc áo dài chụp hình xuân rất là đẹp. Em chào chị Nguyễn. Chào chị Nguyễn, chào cả nhà nha. Chuỗi 108 hạt 6 ly như cả nhà, trầm do con người trồng cấy mít với lại đá mắt hổ vàng. Đá mắt hổ vàng là hợp với người mệnh kim, mệnh thổ và mệnh thủy nha cả nhà. Đây, bên công ty trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng. Giá Việt Nam là 6.800.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 295 đô Mỹ nha cả nhà. 295 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm do con người trồng cấy. Đây, mình có thể đeo vô tay 4 vòng hoặc bung ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt mình đeo được rất là nhiều kiểu nha. Con chào mẹ Cúc Lê. Bên công ty trầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng nha cả nhà. Con chào mẹ Cúc. Chào cả nhà. Và cả nhà mình ơi, khi mình mua sản phẩm bên công ty trầm Hương Nguyễn từ 200 đô mình sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng nha cả nhà. Ở bên Mỹ và Việt Nam đều tham gia được nha cả nhà mình. Từ 200 đô mình sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng. Mình mua sản phẩm càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao nha cả nhà mình nha. Bên công ty trầm Hương Nguyễn vào ngày mùng 1 Tết âm lịch có tổ chức là chương trình hái lộc đầu xuân rất là vui nha cả nhà. Những cái khách hàng đã từng mua sản phẩm bên công ty trầm Hương Nguyễn thì mình đến trong mall Phước Lộc Thọ ở công ty trầm Hương Nguyễn tại Mỹ, mình đến mình hái lộc đầu xuân cho vui nha cả nhà mình nha. Và cây mai trị giá là 1.000 đô, trong đó có 4 tờ là 100 đô, còn những tờ còn lại là 1 đô, 2 đô, 5 đô, 10 đô và 20 đô nha cả nhà. Mình đến mùng 1 Tết mình đến hái lộc đầu xuân cho vui vào ngày mùng 1 Tết âm lịch vào lúc 11 giờ trưa đến 6 giờ tối nha cả nhà mình. Và trong ngày mùng 1 Tết âm lịch, bên công ty trầm Hương Nguyễn có chương trình là bốc thăm trúng thưởng cho cả nhà mình là chọn ra 3 vị khách may mắn nha. Cái giải 3 là gồm có là bột trầm và nhang trầm trị giá là 500 đô và giải nhì là một cái vòng trầm núi rừng mộc tự nhiên, vòng đeo tay trầm núi rừng mộc tự nhiên trị giá là 1.200 đô và giải nhất là một cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên trị giá là 3.000 đô nha cả nhà. Đầu năm mà mình trúng trầm hương thì rất là may mắn nha cả nhà mình nha. Và bên công ty trầm Hương Nguyễn sẽ live stream trực tiếp vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali ngày mùng 1 Tết âm lịch. Và là ngày mùng 2 Tết ở Việt Nam vào lúc 9 giờ sáng nha cả nhà mình. Cả nhà mình đón theo dõi nha. Khi mình mua sản phẩm càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao nha cả nhà mình. Và bên công ty trầm Hương Nguyễn sẽ live tất cả các ngày trong tuần vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và 9 giờ sáng tại Việt Nam. Mình sẽ được tặng một món cuối cùng để mình lấy lọc nha cả nhà mình nha, sẽ tặng một ít để lấy lọc. Còn khi mình đến công ty trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hoặc đến công ty trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mình sẽ mua đúng giá niêm yết nha cả nhà mình nha. Và bên công ty trầm Hương Nguyễn có rất là nhiều mẫu, có rất là nhiều mẫu nhưng mà loại trầm thì sẽ khác nhau. Nên cả nhà mình có yêu cầu lên mẫu nào hoặc là muốn lên mẫu nào, chốt món nào cuối cùng thì Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ chốt. Còn không thôi thì Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ chọn món ngẫu nhiên để mình chốt và mình tặng một ít để lấy lọc chỉ duy nhất một người nha cả nhà mình nha. Chỉ duy nhất một người.
và chầm do con người chầm cái vẫn là chầm thật chầm zin 100% nha cả nhà. Đây, chầm do con người chầm cái vòng đeo tay hạt 16 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay 10 hạt 16 ly cổ dành cho cổ tay nam. Nữ mà mình thích đeo hạt to to fashion thì mình vẫn đeo được hạt 16 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 16 ly dành cho cổ tay nam, giá Việt Nam là 8,2 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 356 đô Mỹ nha cả nhà mình nha. 356 đô Mỹ cho vòng đeo tay hạt 16 ly chầm do con người chồng cái. Ai thả tim cho mình bên trang công ty chồng Hương Nguyễn 2 rất là nhiều nha. Cảm ơn chị Nguyễn Thắm, chắc là chị Nguyễn Thắm thả tim cho tụi em. Đây, vòng đeo tay hạt 16 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 16 ly chầm do con người chồng cái, giá Việt Nam là 8,2 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 356 đô Mỹ nha cả nhà. 356 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay chầm do con người chồng cái hạt 16 ly nha cả nhà. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Và đây cũng là vòng đeo tay chầm do con người chồng cái nha cả nhà mình nha. Vòng đeo tay chầm do con người chồng cái, vòng đeo tay hạt 10 ly mít với đá là cái này là gì quên rồi ta. Long cong, mít với đá long cong. Đá long cong thì hợp với người mệnh mộc và mệnh hỏa nha cả nhà mình nha. Bên công ty chồng Hương Nguyễn có thay đá theo bổn mệnh của khách hàng. Giá Việt Nam là 3,3 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 143 đô Mỹ nha cả nhà. 143 đô Mỹ cho vòng đeo tay hạt 10 ly chầm do con người chồng cái. Vòng đeo tay hạt 10 ly chầm do con người chồng cấy nha cả nhà, mít với lại đá long cong là hợp với người mệnh hỏa và mệnh mộc. Bên công ty chồng Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng nha cả nhà. Giá Việt Nam là 3,3 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 143 đô Mỹ. 143 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 10 ly chầm do con người chồng cái nha. Đây, rất là đẹp nha cả nhà. Và bên công ty chồng Hương Nguyễn thì chỉ đúng có hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng nha cả nhà mình nha. Một số phone của chị Hương ở Mỹ là 714-588-9989 và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556669. Chỉ có duy nhất hai số phone để chốt đơn hàng nha cả nhà. Ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà mình. Nên cả nhà mình khi mua sản phẩm bên công ty chồng Hương Nguyễn thì lưu ý chỉ gọi vào hai số phone, vì hiện tại có rất là nhiều trang giả mạo trang công ty chồng Hương Nguyễn và trang công ty chồng Hương Nguyễn đang bị giống như là bị hạn chế á. Có rất là nhiều người report trang công ty chồng Hương Nguyễn để nó giả mạo trang công ty chồng Hương Nguyễn. Nên cả nhà mình nó mua sản phẩm bên công ty chồng Hương Nguyễn thì mình gọi vào duy nhất hai số phone để tránh mua những cái trang giả mạo nha cả nhà mình nha. Tránh mua những cái trang giả mạo, mua những cái chầm giả trên thị trường bây giờ như là sánh dìm, sánh dép, hàng vô dầu, phủ keo, nhựa màu thì đeo ảnh hưởng tới sức khỏe của cả nhà mình rất là nhiều. Nên cả nhà mình mua sản phẩm đúng bên công ty chồng Hương Nguyễn thì chỉ gọi vào hai số phone để tránh mua những cái hàng giả mạo, những cái trang giả mạo trong công ty chồng Hương Nguyễn hiện đang rất là nhiều nha cả nhà. Vì bên công ty chồng Hương Nguyễn mình like mỗi ngày vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và lúc 9 giờ sáng tại Việt Nam, cho những cái cô chú anh chị á, thấy những cái trang đúng cái trang công ty chồng Hương Nguyễn thì là sẽ like mỗi ngày nha cả nhà, like mỗi ngày và có đúng hai số phone ghi ở dưới màn hình và phía sau màn hình. Nên cả nhà mình lưu ý khi mua sản phẩm bên công ty chồng Hương Nguyễn nha. Và bây giờ Thanh Nguyễn sẽ lên mẫu chầm núi rừng mộc tự nhiên có trong ngày hôm nay nha cả nhà. Mẫu thì rất là nhiều nhưng mà loại chầm thì sẽ khác nhau. Chầm núi rừng mộc tự nhiên chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà. Chuỗi 108 hạt 6 ly chầm núi rừng mộc tự nhiên mít với đá long cong nha cả nhà. Mít với đá long cong màu xanh hợp với người mệnh hỏa và mệnh mộc nha cả nhà mình. Bên công ty chầm Hương Nguyễn có thay đá theo bổn mệnh của khách hàng. Em chào chị Chu Đi Phan, em chào chị nha. Giá Việt Nam là 16 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 695 đô Mỹ nha cả nhà. 695 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly chầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. Mình đeo nó sẽ sậm màu nha, chầm núi rừng mộc tự nhiên. Mùi hương thơm rất là dễ chịu nha cả nhà mình nha. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền, rất là đẹp. Đây, chầm núi rừng mộc tự nhiên cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà. Em chào chị Loan Vi. Em chào chị Loan Vi. Em chào chị Hiền Lê. Chào cả nhà mình. Đây, chuỗi 108 hàng 6 ly nha cả nhà. Chầm núi rừng mộc tự nhiên mít với lại đá long cong. Đá long cong là hợp với người mệnh mộc và mệnh hỏa nha cả nhà. Bên công ty chầm Hương Nguyễn có thay đổi đá theo bổn mệnh của khách hàng. Giá Việt Nam là 16 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 695 đô Mỹ nha cả nhà. 695 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hàng 6 ly chầm núi rừng mộc tự nhiên. Mình có thể đeo vô tay 4 vòng hoặc bung ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Em chào anh Văn Cường. Chuỗi 108 hàng mình đeo được rất là nhiều kiểu nha.
rất là đẹp nha cả nhà. Em chào anh Văn Cường. Và đây cũng là chuỗi 108 hạt sáu ly trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà mình nha. Trầm núi rừng mộc tự nhiên thì mùi hương thơm rất là đỉnh nha. Mùi hương thơm rất là dễ chịu. Mình đeo nó có thể là giảm stress nè, giảm mệt mỏi cho mình nha. Và mang đến sự may mắn và tốt cho sức khỏe. Chuỗi 108 hạt sáu ly trầm núi rừng mộc tự nhiên giá Việt Nam là 15.500.000 tiền Việt Nam đồng nha cả nhà. Và giá đô Mỹ là 673 đô Mỹ, 673 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà mình nha. Đây, mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền cũng rất là đẹp. Mình đeo mà mặc áo dài, áo thun hay là đầm hay những cái áo thun màu bình thường thì mình đeo rất là đẹp nha. Và bây giờ đang tới xuân á, mình có thể chụp hình xuân, chụp hình Tết rất là đẹp nha cả nhà. Đeo chuỗi chụp hình rất là đẹp. Chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà, trầm núi rừng mộc tự nhiên. Giá Việt Nam là 15.500.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 673 đô Mỹ nha cả nhà. 673 đô Mỹ cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm do dầm trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. Đây, mình có thể đeo vô tay 4 vòng hoặc bung ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Đây, rất là đẹp nha. Và đây là vòng đeo tay hẹt 10 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hẹt 10 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây là hàng nằm ở phân khúc gần như hàng chung nha cả nhà. Nằm gần như hàng chung mà cái màu được như hàng VIP nha cả nhà mình nha. Vòng đeo tay hẹt 10 ly dành cho cổ tay nữ nè. Giá Việt Nam là 26.000.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 1.130 đô Mỹ nha cả nhà. 1.130 đô Mỹ cho vòng đeo tay hẹt 10 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Màu rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Tầm gần hàng chung mà cái màu được như hàng VIP luôn á. Em chào chị Nga Thanh. Em chào chị Thu Vân. Vòng đeo tay hạt 10 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay hạt 10 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Giá Việt Nam là 26.000.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 1.130 đô Mỹ nha cả nhà. 1.130 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay hạt 10 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. À, cái này là sản phẩm gần hàng chung nhưng mà cái màu thì như hàng VIP nha cả nhà. Đây, rất là đẹp nha. Rất là đẹp nha cả nhà. Cái màu rất là đẹp luôn. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình có muốn lên mẫu nào và cái giá Việt Nam thì cứ nhắn tin comment để Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu và cái giá Việt Nam cho cả nhà mình xem và tham khảo nha. Em chào chị Phương Quỳnh, chào cả nhà. Và đây là vòng đeo tay mân coi hẹt 12 ly nha cả nhà. Vòng đeo tay mân coi hẹt 10 ly, đây là sản phẩm nằm tầm gần như hàng chung nha cả nhà. Mà được cái màu như hàng VIP nè, rất là đẹp nha. Vòng đeo tay mân coi hẹt 12 ly dành cho cổ tay cả nam lẫn nữ nha cả nhà. Cổ tay nữ tròn tròn mình vẫn đeo được vòng đeo tay mân coi hẹt 12 ly nha cả nhà. Giá Việt Nam là 42.000.000 tiền Việt Nam đồng. Và giá đô Mỹ là 1.826 đô Mỹ nha cả nhà. 1.826 đô Mỹ cho vòng đeo tay mân coi hẹt 12 ly. Vòng đeo tay mân coi hẹt 12 ly nha cả nhà. Trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây, rất là đẹp nha cả nhà, sản phẩm gần hàng chung nhưng mà cái màu thì như hàng VIP nha. Đây, rất là đẹp, giá Việt Nam là 42.000.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 1.826 đô Mỹ nha cả nhà. 1.826 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay mân coi hạt 12 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên nha. Em chào chị rất, Kim My. Rất là đẹp nha cả nhà. Em chào chị Nga Thanh. Và đây cũng là vòng đeo tay mân coi nha cả nhà. Vòng đeo tay mân coi hẹt 12 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây là vòng đeo tay mân coi nằm ở phân khúc hàng chung nha. Trên hàng chung luôn nha cả nhà mình nha. Trên hàng chung luôn mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Giá Việt Nam là 69.000.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 3.000 đô nha cả nhà. Giá đô Mỹ là 3.000 đô cho cái vòng đeo tay mân coi hẹt 12 ly nằm ở phân khúc trên hàng chung. Mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà. Vòng đeo tay mân coi hạt 12 ly nha cả nhà, trầm núi rừng mộc tự nhiên. Đây là sản phẩm trên hàng chung nha cả nhà. Trên hàng chung mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Giá Việt Nam là 69.000.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 3.000 nha cả nhà. 3.000 cho cái vòng đeo tay mân coi hạt 12 ly trầm núi rừng mộc tự nhiên nha cả nhà. Em chào chị Quý Nguyễn, chào cả nhà. Rất là đẹp nha cả nhà, mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Em chào chị Ngoan Trương. Chào cả nhà nha, bên công ty trầm Hương Nguyễn có rất là nhiều loại trầm nha cả nhà. Có rất là nhiều mẫu nhưng mà loại trầm thì sẽ khác nhau. Nên cả nhà mình muốn lên mẫu nào, yêu cầu mẫu nào thì Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu. Và cái giá Việt Nam cho cả nhà mình xem và tham khảo nha. Chào cả nhà mình.
Bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ live tất cả các ngày trong tuần vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali vào lúc 9 giờ sáng tại Việt Nam. Và cũng chỉ có duy nhất hai số phone để chốt đơn hàng nha cả nhà. Một số phone của chị Hương ở Mỹ là 714-588-9989. Và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556-669. Chỉ có duy nhất hai số phone để chốt đơn hàng nha cả nhà. Ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo, vì có rất là nhiều người đang giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn nha cả nhà mình nha. Nên bên công ty Trầm Hương Nguyễn like mỗi ngày như thế này, nói đi nói lại hai số phone để tránh những cái khách hàng cô chú anh chị mua sản phẩm nhằm trang giả mạo nha cả nhà. Em chào chị Bùi Thị Thu Thủy, cha hello hai em gái xinh. Em cảm ơn chị Bùi Thị Thu Thủy rất là nhiều nha. Em chào anh Nicolas Nguyễn nha. Chào anh Nicolas Nguyễn. Anh Nicolas Nguyễn cũng xem hai trang. Em chào hai trang. Em chào hai trang nha cả nhà. Em chào anh Nicolas Nguyễn, trang bên công ty Trầm Hương Nguyễn 2 và trang Trầm Hương Nguyễn chính thức. Chào cả nhà. Em chào anh Lập Quách, em chào chị Mỹ Hà. Chào cả nhà mình nha. Và đây là vòng đeo tay mân côi nha cả nhà. Vòng đeo tay mân côi, đây là sản phẩm Trầm Hương VIP nha. Vòng đeo tay mân côi hẹp 10 ly. Đây là nằm ở phân khúc hàng VIP, mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha. Sản phẩm Trầm Hương VIP thì là màu mùi hương thì rất là đỉnh nha cả nhà mình nha. Màu mùi thì rất là đỉnh. Đây. Màu mùi thì rất là đỉnh nhưng mà mình đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp nha cả nhà mình. Giá Việt Nam là 61 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 2.652 đô Mỹ. 2.652 đô Mỹ cho vòng đeo tay mân côi hẹn 10 ly dành cho cổ tay nữ nha cả nhà mình nha. Đeo nó sẽ sậm màu và bóng lên dầu rất là đẹp. Vòng đeo tay mân côi hẹp 10 ly nha cả nhà. Trầm núi rừng mọc tự nhiên, đây là sản phẩm Trầm Hương VIP nha cả nhà. Sản phẩm Trầm Hương VIP mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Giá Việt Nam là 61 triệu tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 2.652 đô Mỹ nha cả nhà. 2.652 đô Mỹ cho cái vòng đeo tay mân côi hẹp 10 ly Trầm núi rừng mọc tự nhiên. Đây rất là đẹp nha cả nhà. Mình đeo nó sẽ sậm màu và lên dầu bóng rất là đẹp nha. Em chào chị Thị Duyên. Em chào chị Thị Duyên. Em chào chị Thị Duyên nha. Chào cả nhà. Chào và chào cả nhà mình ơi. Cả nhà mình bên công ty Trầm Hương Nguyễn có chương trình hái lộc đầu xuân vào ngày mùng 1 Tết âm lịch. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ nha cả nhà mình nha. Vào ngày mùng 1 Tết âm lịch. Vào ngày mùng 1 Tết âm lịch vào lúc 6 từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối. Cả nhà mình đã từng mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn thì đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ mình hái lộc đầu xuân cho vui nha cả nhà. Chị mái chị giá cây chị giá cây mai là 1.000 đô nha cả nhà mình nha. Trong đó là có 4 tờ 100 đô và những tờ còn lại là 1 đô, 2 đô, 5 đô, 10 đô và 20 đô nha cả nhà mình nha. Và ngày mùng 1 Tết âm lịch đó mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ, mình vừa hái lộc đầu xuân cho vui và ăn bánh mứt trái cây rất là vui nha. Nên cả nhà mình ghé bên công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ để mình đến hái lộc đầu xuân cho vui với chị Hương. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali sẽ live stream trực tiếp nha cả nhà mình nha. Và chọn ra 3 vị khách may mắn trúng Trầm Hương thì mình rất là may mắn khi đầu năm mình trúng Trầm Hương nha cả nhà. Giải 3 trị giá là 500 đô giờ gồm là bột trầm với nhang trầm nha cả nhà. Giải nhì là trị giá 1.200 đô cho cái vòng đeo tay Trầm núi rừng mọc tự nhiên. Và giải nhất là trị giá là 3.000 đô nha cả nhà. Giải nhất là trị giá là 3.000 đô cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly Trầm núi rừng mọc tự nhiên. Đầu năm mà mình trúng Trầm Hương thì rất là vui nha cả nhà mình. Live stream trực tiếp vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali và là nhằm ngày mùng 2 Tết ở Việt Nam vào lúc 9 giờ sáng nha cả nhà mình nha. Cả nhà mình tranh thủ đón xem nha, đón xem để khi mình mua sản phẩm Trầm Hương càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao nha cả nhà. Chỉ có duy nhất hai số phone, một số phone duy nhất của chị Hương ở Mỹ, không có một số phone nào khác ở Mỹ nha cả nhà mình nha. 714-588-9989. Cũng chỉ có một số phone duy nhất ở tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556-669 nha cả nhà mình. Và mình mua sản phẩm bên công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ và tại Việt Nam thì mình đều được tham gia nha cả nhà. Khi mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mình sẽ mua đúng giá niêm yết. Mình chỉ được tặng trên cái like như thế này và cái món cuối cùng mình sẽ được tặng thêm một ít để lấy lọc.
để cho những cái cô chú anh chị xem theo dõi like, mình sẽ được tặng một ít đế lọc nha cả nhà. Còn mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mình sẽ mua đúng giá niêm yết. Cả nhà mình muốn mẫu nào cuối cùng thì nhắn tin comment để Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu cuối cùng để tặng cho mình một ít lọc. Còn mình không có chọn được thì mình bên công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ chọn món ngẫu nhiên mình lên, và cuối live sẽ tặng một ít để lấy lọc nha cả nhà mình. Em chào chị Kiều Nguyễn, em chào chị Ngọc Lợi, em chào chị Tô Thới, chào chị Hằng Nga, chào chị Tăng Hoàng, chào cả nhà nha. Chào cả nhà mình nha. Và sau khi up cái like này thì bên công ty Trầm Hương Nguyễn có download lại cái video và đăng lên kênh YouTube Trầm Hương Nguyễn, để cho những cô chú anh chị không có sử dụng Facebook có thể lên kênh YouTube Trầm Hương Nguyễn để có thể xem lại và chốt với món quà tặng đặc biệt để lấy lọc nha cả nhà. Công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ like tất cả các ngày trong tuần vào lúc 6 giờ tối giờ miền Nam Cali vào lúc 9 giờ sáng tại Việt Nam. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Mỹ nha cả nhà mình nha. Không có chi nhánh thứ hai tại nước Mỹ, nằm tại miền Nam Cali trong Mo Phước Lộc Thọ. Từ cửa sau đi vào, mình đi cho dễ tìm nha cả nhà. Từ cửa sau đi vào, bước 2 bước, ngã quẹo đầu tiên bên tay phải, cách 2 căn là tới công ty Trầm Hương Nguyễn. Ở unit là 146, mở cửa vào lúc 11 giờ trưa và đóng cửa vào lúc 6 giờ tối. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần, đóng cửa vào ngày thứ hai nha cả nhà. Chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Mỹ, không có chi nhánh thứ hai tại nước Mỹ nha cả nhà mình nha. Chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Mỹ. Và cũng chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Việt Nam, nằm tại địa chỉ là 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn nha cả nhà. Và sẽ mở cửa từ 9 giờ sáng, đóng cửa vào lúc 9 giờ tối. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần, không đóng cửa ngày nào. Và cũng chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Việt Nam, không có chi nhánh thứ hai tại Việt Nam nha cả nhà. Em chào chị Hà Nguyễn. Chào em Hà Nguyễn nha, chào cả nhà. Em chào hai người đẹp. Cảm ơn em Hà Nguyễn rất là nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Và bên công ty Trầm Hương Nguyễn có hái lọc đầu xuân nha cả nhà mình nha. Cả nhà mình ngày mùng 1 Tết âm lịch đó, đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hái lọc đầu xuân cho vui. Và sẽ có 3 giải nha cả nhà mình nha. Bốc thăm trúng thưởng khi mình mua sản phẩm từ 200 đô sẽ được một phiếu bốc thăm trúng thưởng nha cả nhà. Đầu năm mà mình trúng Trầm Hương thì rất là may mắn nha. Và bây giờ Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ lên mẫu một món để cho mình chốt cuối like nha cả nhà. Tặng một ít cho cả nhà mình lấy lọc cho vui. Chỉ có một người duy nhất cho cả nhà mình nha. Khi mình đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Mỹ hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mình sẽ mua đúng giá niêm yết. Chỉ được tặng trên like như thế này một ít để lấy lọc nha cả nhà. Và cũng chỉ đúng hai số phone duy nhất để chốt đơn hàng. Một số phone của chị Hương ở Mỹ là 7145889989 và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983556669. Chỉ có duy nhất hai số phone để chốt đơn hàng, ngoài ra tất cả những số phone còn lại đều là giả mạo nha cả nhà mình. Em chào anh Duy Nguyễn, chào cả nhà. Và công ty Trầm Hương Nguyễn thì là mẫu thì rất là nhiều nha cả nhà mình nha. Nhưng mà loại trầm thì sẽ khác nhau. Và mình sẽ lên một cái mẫu chuỗi đi, một cái chuỗi cho khách dễ mua. Em chào anh Bùi Nhẫn. Chào cả nhà. Và em sẽ tặng chuỗi nha cả nhà. Tặng chuỗi để mình dễ đeo. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc bung ra đeo thành sợi dây chuyền cũng rất là đẹp. Để mình chụp hình xuân á cả nhà. Mình chụp hình xuân mình đeo chuỗi rất là đẹp nha. Chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà. Mình đeo nó sẽ sậm màu nha cả nhà mình nha. Em chào anh Hoàng Nguyễn. Giá Việt Nam là 15.500.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 673 đô Mỹ nha cả nhà. 673 đô Mỹ. Và cuối cái like này Thanh Nguyễn và Mộng Huyền sẽ chặn cho cả nhà mình 53 đô để lấy lọc nha. 53 đô để lấy lọc là còn 620 đô. 53 đô. Còn 620 đô chẵn nha cả nhà. 620 đô cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà. Mình có thể quấn vào cổ tay 4 vòng hoặc luôn ra đeo thành sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Em chào anh Beo. Em chào anh Nguyễn Hoàng. Em chào anh Beo. Chuỗi 108 hạt 6 ly nha cả nhà. Trầm núi rừng mọc tự nhiên đây. Mình đeo nó sẽ sậm màu nha cả nhà. Mình có thể đeo vô tay 4 vòng hoặc bung ra làm sợi dây chuyền cũng rất là đẹp nha cả nhà. Giá Việt Nam là 15.500.000 tiền Việt Nam đồng và giá đô Mỹ là 673 đô Mỹ. Và cuối cái like này em và chị Thanh sẽ tặng cho cả nhà mình 53 đô là còn 620 đô nha cả nhà. 620 đô cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mọc tự nhiên nha cả nhà.
chỉ một người duy nhất được chốt với món quà tặng đặc biệt để lấy lọc thôi nha cả nhà. Người thứ hai khi mà ra tại Mall Phước Lộc Thọ hoặc đến công ty Trầm Hương Nguyễn tại Việt Nam thì mua đúng giá niêm yết không bớt ngày nào nha. Em chào chị Mỹ Lan, mình chốt 620 đô mà mình còn được 3 phiếu bốc thăm trúng thưởng nữa nha cả nhà mình nha. Mình mua sản phẩm càng nhiều thì cơ hội trúng càng cao. Đầu năm mà mình trúng Trầm Hương thì rất là may mắn nha cả nhà mình nha. Và sau khi up cái like này, bên công ty Trầm Hương Nguyễn có download cái video này, đăng lên cái kênh YouTube Trầm Hương Nguyễn. Để những cô chú anh chị không có sử dụng mạng Facebook xã hội thì mình có thể là lên cái kênh YouTube Trầm Hương Nguyễn xem và chốt lại cái món quà tặng nha cả nhà mình. Và bây giờ Thanh Nguyễn và Mộng Huyền xin không, chào. Mình đọc lại số điện thoại đi. Chị có hai số phone duy nhất để cả nhà. Một số phone của chị Hương ở Mỹ là 714-588-9989 và số phone tại Việt Nam của chị Thanh là 0983-556669 nha cả nhà. Mình có muốn tư vấn hoặc là chốt đơn thì cứ gọi vào hai số phone duy nhất ghim ở phía ở giữa dưới sau màn hình và phía sau màn hình nha cả nhà. Em chào chị Trần Hạ. Và bây giờ Thanh Nguyễn và Mộng Huyền xin chào. Bye bye cả nhà mình. Xin chào cả nhà mình.